Chiều tối qua tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc Hội Xuân 2023, mở đầu cho hoạt động và các chương trình khuyến mãi mùa xuân với hàng ngàn ưu đãi tour tuyến trong và ngoài nước dành cho du khách. Phóng viên Hoa Trang thông tin cụ thể. Khí tại ngày hội xuân năm 2023 đang rất là sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi Tết đi chơi xa, nhà ta thêm gần, thì tất cả các du khách khi đến đây mua tour đều có cơ hội nhận những cái phần quà rất là hấp dẫn có giá trị lên đến 10 triệu đồng. Với chủ đề tinh hoa Tết Việt, ngày hội mang đến cho du khách hàng trăm tour Tết trong và ngoài nước với tổng ưu đãi là 12 tỷ đồng. Du khách mua tour còn có cơ hội được giảm giá đến 7 triệu đồng một tour với nhiều hoạt động rút thăm may mắn, tặng quà, khuyến mãi mua vé máy bay. Đặc biệt vào khung giờ vàng, du khách còn có cơ hội mua tour với mức ưu đãi đến 79%, với giá tour trong nước chỉ còn từ 127.000 đồng một tour và tour nước ngoài có giá chỉ còn 1,2 triệu đồng một tour. Các đường tour và combo dịch vụ có ngày khởi hành đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023. Đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm để kích cầu du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại ngày hội thì du khách còn có cơ hội trải nghiệm những cái hoạt động rất là thú vị như là tìm hiểu văn hóa, du lịch như là gian hàng Nhật Bản như thế này. Và đặc biệt là tất cả các du khách khi đến đây đều có cơ hội đi du lịch miễn phí với 2.700 voucher đang chờ đợi du khách. Ngày hội diễn ra đến hết ngày 4 tháng 12.